Đừng nói Khi Yêu là bộ phim nối sóng hành trình công lý trên sóng VTV3 thời gian tới. Câu chuyện phim xoay quanh đôi bạn thân Ly và Tú. Ly và Tú lớn lên, đi học cùng nhau từ lúc học mẫu giáo, rồi cấp 1, cấp 2, thân thiết như anh em. Tình bạn đó luôn là niềm tự hào của cả hai cho đến khi thế giới của họ xuất hiện đối tượng yêu đương. Những chia sẻ vốn là đương nhiên, những gần gũi vốn là bình thường bỗng trở nên không còn bình thường nữa. Bản thân mỗi người trong họ cũng vì những chia sẻ tình cảm của bạn thân cho người khác mà không tránh khỏi hụt hẫng, ghen tị. Đừng nói Khi Yêu lấy trọng tâm là tình bạn khác giới và những ảnh hưởng của tình bạn khác giới trong đời sống. Bộ phim không đi chứng minh có hay không thứ tình cảm đó mà được kể dưới góc nhìn. Cái đích của tất cả các mối quan hệ là giúp cho những người trong cuộc trở nên tốt đẹp hơn, vì nhau mà tiến bộ, vì nhau mà hoàn thiện. Đừng nói Khi Yêu sở hữu dàn diễn viên trẻ trung, mới mẻ. Thùy Anh vốn là gương mặt diễn viên trẻ cá tính, luôn để lại ấn tượng cho khán giả trong mỗi lần xuất hiện. Lần này, Thùy Anh vào vai Lì, một cô gái mạnh mẽ, tinh nghịch, đôi khi tùy hứng. Có thể nói đây là một vai diễn tương đồng với Thùy Anh. Sự hợp vai này khiến cho cô gặp khá nhiều thuận lợi trong quá trình thể hiện nhân vật. Vai Tú, bạn thân của Ly được giao cho Đình Tú. Điểm đặc biệt của nhân vật này, đó chính là sự cố chấp. Mạnh Trường mặc dù ngoài đời đã là ông bố ba con nhưng với sự trẻ trung, luôn biết làm mới mình nên đạo diễn tin tưởng giao cho anh đảm nhận vai Quy, một doanh nhân thành đạt, mẫu hình soái ca vạn người mê. Đây cũng là vai diễn đầu tiên của Mạnh Trường sau hơn một năm vắng bóng từ hương vị tình thân. Đừng nói Khi Yêu chính thức lên sóng vào 21 giờ 40 phút các ngày thứ hai, ba, bốn hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ 30 tháng 1 năm 2023. Mời các bạn chú ý đón xem. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.